Mỹ, nổ lớn làm rung chuyển trung tâm thành phố Navin. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 12 giờ địa phương, một vụ nổ lớn khiến trung tâm thành phố Navin, bang Tennessee, Mỹ rung chuyển. Cảnh sát bước đầu nghi ngờ đây là hành động cố ý. Cảnh sát Navin cho biết vụ việc là do một chiếc nhà di động đang đậu trong bãi phát nổ. Các con đường ở khu trung tâm đã bị phong tỏa để điều tra. Tham gia điều tra, ngoài cảnh sát Nashville còn có Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Thuốc nổ. Cảnh sát cho phóng viên địa phương biết họ nhận được cuộc gọi báo tin một phương tiện đáng nghi đậu gần tòa nhà AT&T. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt ở hiện trường sau khi vụ nổ gây ra chấn động đáng kể đối với khu vực lân cận, đồng thời tỏa khói đen dày lên cao. Đài Fox News dẫn các thông tin trên mạng xã hội cho biết một tòa nhà bốc cháy và hàng chục người được sơ tán. Giọng phụ nữ cảnh báo ớn lạnh trước vụ nổ ngày Giáng sinh ở Mỹ. Các nhân chứng nói với báo giới rằng chiếc xe AV đã phát ra âm thanh trước khi phát nổ. Đó là giọng nói của một phụ nữ chậm rãi đếm ngược về không. Sáng sớm 25/12, một vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ, khi một chiếc xe AV bất ngờ phát nổ giữa phố. Cơ quan an ninh khẳng định đây là vụ tấn công có chủ đích, nhưng chưa xác nhận có phải tấn công khủng bố hay không. Nhiều tòa nhà gần hiện trường đã bị cháy và hư hại. Vụ nổ đủ lớn để người dân cách đó vài dãy nhà có thể cảm nhận, song vào thời điểm xảy ra, đường phố hầu như chưa có người qua lại. Nhất ba người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện. Cơ quan chức năng đã phát hiện một mảnh thi thể nghi của người ở hiện trường, nhưng chưa rõ đây là mảnh thi thể của nạn nhân hay nghi phạm. Những người dân sống gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy một chiếc xe AV khả nghi. Cảnh sát và đội phá bom đã được gọi đến hiện trường, nhưng chưa đến nơi thì xảy ra vụ việc. Thậm chí, chiếc AV còn được cho là đã phát ra âm thanh trước khi phát nổ. Đó là giọng nói của một phụ nữ, chậm rãi đếm ngược về không, đồng thời khuyên mọi người, hãy sơ tán ngay bây giờ. Cảnh quay từ camera an ninh vào khoảnh khắc xảy ra vụ nổ cũng cho thấy những lời cảnh báo ớn lạnh. Cảnh sát địa phương cho biết đang tiến hành điều tra về đoạn băng ghi âm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ việc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất.